Hi, Bảy Rắn Xuân Lộc Đồng Nai xin mến chào các bạn nha. Tiếp tục lại gặp lại các bạn. Bữa nay mình lại đi thăm Bảy nha các bạn. Bữa nay mình đi thăm Bảy ở cái khu vực này là mới các bạn nha. Cũng là cái khu vực này nhưng mà mình lại dời cái điểm mới các bạn nè. Con cò nó bị con gì? Con cò đó các bạn. Con cò nó trắng chát đó các bạn. Không biết bị gì mà nó ngã gục chỗ đó không biết nữa. Chắc nghe nó chết đuối á. Cái khu vực này là mình chưa lên hình lần nào nha các bạn. Mình dời hết cái điểm chỗ này là mình dời qua cái chỗ khác, cái bên rừng tràm đó các bạn nè. Địa điểm rất ngon các bạn nha. Khu vực này mình có 6 cái các bạn nha. Bây giờ mình đi tới cái bẫy rồi mình sẽ quay cho các bạn xem nha, để đỡ mất thời gian nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng mình để trải nghiệm buổi thăm bẫy ngày hôm nay nó có cái gì hấp dẫn không nha các bạn nha. Thấy cái đầu tiên nha các bạn, điểm này là địa hình đẹp lắm các bạn ạ. Mà không biết là như thế nào đây. Đây là có không có, là có rắn khủng không, có rắn thường. Cái đầu tiên. Rồi chết quốc luôn, đừng nói chuột chết nha. Con chết mà ngõm cùi tỏi mới đau đầu. Kỳ ra. Đây chuột chết 2 lần luôn rồi nè. Không hiểu lý do gì luôn. Chuột chết ngày đầu tiên luôn. Thôi để mình thả chuột các bạn. Cái thứ hai nha các bạn, ngay bờ hồ luôn. Bờ hồ này mình có 2 cái rồi, chớt luôn rồi, thấy nhìn thấy trống luôn rồi biết rồi. Ồ, một con hổ dện chà bá luôn các bạn ơi. Không phải không dính mà con hổ dện chà bá luôn. Xuống trời ơi, bữa nay nó xuống ghê luôn. Trời ơi các bạn nè, trời ơi nó đã, trời ơi đó, phải nói là công nhận luôn nha. Trời ơi con này cũng cả ký các bạn ơi. Trời xuống trà ơi. Thôi để mình đi thay cái lồng này các bạn nha. Thay cái lồng này rồi mình sẽ thăm cái nữa mình bắt các bạn xem. Xuống mình đón cái khu vực này êm lắm luôn mà cuối cùng chính là gần nhà các bạn, tưởng xuống. Trà ơi, con này nó vô ngày đầu luôn các bạn ơi. Cái ngày đầu mình đặt là nó dính luôn các bạn. Rồi nó ăn ói chuột ra trời. Quá đã luôn các bạn ơi. Quá. Xuống gì đâu các bạn ơi, quá sướng luôn. Công nhận là đúng sướng, bữa nay là đúng hơn rồi. Rồi để mình dừng lại, mình đi tới cái kia rồi mình sẽ coi rồi mình bắt ra luôn cho các bạn xem nha. Trời ơi, sẽ đã. Trong bên đây nó mờ dữ à. Trên đây mình có một cái các bạn nha. Đây gần nè, ra mình đã mở hết các bạn. Con cặp to hồ luôn các bạn. Rồi cái này không có dính luôn. Chuột còn các bạn. Từ từ rồi con sẽ dính thôi à. Xuống. Đi ra kia mình bắt rồi mình cho quay cho bạn xem nha. Rồi nó đây nha các bạn, để mình giờ mình bắt ra nha các bạn nha. Rồi, nó đã ghê các bạn ơi, thật sự luôn rồi. Cứ dính hổ dện là mình sướng gì đâu. Dạ, cái túi lưới có bị rách không nha các bạn. Đụng mà ra cái là tiếc chết luôn. Đó đã. Nó chuột hồi quá rồi. Con này nó bị nó vô lâu lắm các bạn ạ. Con này nó vô lâu lắm rồi.
vô lâu lắm nó đuối, con này vô lâu lắm đuối chẳng thúi, chuột rồi nó bám người nó hôi gì đâu, mà cũng đã rồi, sướng rồi, vậy cũng đã rồi các bạn ơi, trời ơi, đây các bạn ơi, đó, nó quá đuối rồi, nó vô hình như cách đây chắc ngày đầu tiên luôn các bạn ơi, đâm ra nó đuối quá, đâm ra nó nhìn thấy người nó yếu ớt ghê. Rồi bây giờ mình vô chuột, bỏ vô lưới vô chuột mình đi tiếp nha các bạn ơi. Ở đây còn ba cái nữa nha các bạn, hy vọng sẽ dính được con nữa. Tiếp tục nữa nha các bạn. Ôi mệt. Có hỗ trợ anh cái tự nhiên cái nó sung lên liền luôn. Cái này mình có một cái này nè. Đây nha các bạn nè. Đây rồi đó. Đây ở đâu? Đây. Đây. Ủa đâu ta? Đây. Ô, chuột chết mất tiêu quá. Tí đó. Hình như có con kéo á. À. Để mình nghiên cứu coi. Chuột mình chết ban đầu, ngày đầu của nó. Hàng gì? Ủa hai con người ta, có hai con cái gì? Trong này con cái này, bên đây con cái này, hai con, thúi quá. Thôi, để mình thay chuột các bạn nha. Quá thúi. Số hưởng. Mày chạy á con. Mày hết chuyện chạy ai chạy tao. Số hưởng nha các bạn. Này, dí. Này con bán lãi nha các bạn. Số mày hên xui thời rồi. Trời ơi chạy. Dí nó mà chạy oxy luôn. Con quỷ nó nhanh bật cố. Mà dễ gì mà thắt được tao được. Mình tưởng nó bự nha các bạn. Ai ngờ nó ngọn nhỏ xíu. Này hổ lãi nha các bạn. Hên rồi chạy nó tung vô cái lưới. Cái lưới này ta văng ta nuôi dịch nè các bạn nè. Chứ không dễ dĩ được nó. Thôi. Để mình bỏ lưới nha các bạn nha. Rồi nó mệt. Dí nó yếu lâu quá. Tới chỗ dính con hổ ngựa bữa hổm các bạn nè. Hy vọng bữa nay dính được đây. Hôm nay không phải dính ngựa mà dính hàng khủng rồi. Đây, dính không dính gì luôn, chuột nó mất luôn rồi. Kỳ ta. Chuột chết các bạn. Chuột chết thú rình các bạn. Rồi, để mình đem vào đây nha các bạn. Quá thú. Thôi để mình ngừng lại các bạn nha, ngừng lại để mình thay chuột rồi mình tiếp tục đi các bạn. Bên đây mình lấy hai con hổ mèo ra mình bắt nha các bạn. Rồi mình đặt lại. Mấy con hổ mèo này cũng to các bạn nè. Giờ mình mới lấy ra mình bắt. Chứ để đây miết cũng không được. Đây các bạn nè. Phun ghê các bạn nha. Mèo phun cực kỳ, con này to. Lát nữa mình qua kia bắt, vừa bắt con này trước. Lát nữa qua kia mình bắt con kia. Con kia nó nhỏ hơn. Ngại quá, cái này ghê mà nó cứ vô hoài các bạn ơi. Khu vực này hổ mèo nhiều lắm các bạn ạ. Mà to các bạn. Để mình đem ra đây để mình bắt luôn. Đi các bạn xem. Hay vậy. Mà con này to. Con này chắc cả nửa ký rồi. Phùng lắm. Thế ra mình cũng ngại. Cái này mình lại quên mang tiếng nữa chứ. Đây. Bữa nay là không được gì, còn lại mất lòng nữa chứ. Con này to các bạn. À, đây các bạn nè, hổ mèo nha các bạn nha. Ngại nhất là con quỷ này. Đấy các bạn, cái này mới sát sát các bạn thấy. Phun ghê các bạn nha. Nó vô, con này vô lâu nó cũng đuối rồi các bạn. Thôi bây giờ để mình ghê quá. Con mèo không. Con này chắc cả nửa ký nha các bạn. Quá ghê quá. Quá ghê.
Rồi để mình đi bứt cái lá môn, bắt đầu cái mình che lại mình bắt nó nha các bạn. Quá 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 rồi. Ây da, mày cái bưởi. Tao ngại mày lắm luôn á. Thật sự là ngại con mấy con quỷ này lắm các bạn. Nhưng phải bắt thôi chứ không bắt là không được. Đó. Vậy mình sẽ để máy đây. Mình bắt cho các bạn xem à. Ây da. À đây các bạn. Ba con quỷ này nguy hiểm lắm các bạn nha. Cái lưới dài bắt được nó. Con này phải cẩn thận nha các bạn nha, không phải dễ đùa nó với nó được nha các bạn, rất là nguy hiểm nha các bạn nha. Mình coi camera mình đặt nó dính rồi, dính không quay các bạn thấy rõ rõ tí lợt rồi. Ở đây bây giờ mình bắt nha các bạn, quá nguy hiểm. Ra các bạn nha. Đây, một con nha các bạn. Một con mèo nha các bạn nha. Và tí xíu nó quanh kia mình bắt một con nữa nha. Rồi mình sẽ quay cho các bạn xem luôn. Bắt nó hồi hộp quá. Tới con hổ mèo thứ hai nha các bạn. Con này là tập trước mình đi thăm mình thấy rồi. Giờ mình hai con, bây giờ mình lấy cho mình bắt nó ra luôn các bạn ơi. Con này thì nhỏ hơn con kia. Nhưng mà cũng phải bắt ra chứ không thể để được. Ui, nó ói con chuột này. Con này nhỏ hơn các bạn nha. Con này chắc chừng 3 lạng. Nó tung ở đầu bấy bưng rồi luôn. Nó tiếng nhỏ chứ nó cũng ăn nữa các bạn. Để mình kiếm gì mình che lại rồi mình bắt. Bây giờ mình bắt ra các bạn nha. Quá hai con đang con luôn. Bỏ lưới con luôn, hai con các bạn nè. Đó. Mệt. Thấy nó ngán. Cho ăn lụm giùm. Ăn bắt luôn hết lụm giùm cái. Lấy ba cái gì không? Trong là nó dính lâu rồi nó cũng đuối rồi, cũng mệt rồi.
thấy không? Con này nó tung cái đầu nó từ giờ tung cái đầu nó không còn gì trơn. Tung tét đầu luôn. Thì các bạn nè. Không giữ. Bắt con mèo không phải dễ các bạn nha, nó không như giống mấy con kia, nó chạy ra chạy vô miết nha các bạn, chứ nó không có một đường chạy ra đâu, nó cứ ra vô miết, nên ra lâu đúng không ạ. Con mèo nó cực chỗ đó đó, mất thời gian lắm. Hai con nữa các bạn. Đây. Hai con hổ mèo. Bắt hai con hổ mèo là bằng bắt cả 10 con kia đó các bạn nha. Thôi mình cũng xin kết thúc clip đây nha các bạn. Rất mong các bạn yêu mến và ủng hộ kênh Bãi Nắng Xuân Lộc của mình nha các bạn nha. Rồi cảm ơn các bạn và hẹn các bạn clip tiếp theo. Quá mệt. Bắt nó còn mệt hơn gì nữa.